Có một quy luật ngàn đời của mùa nước nổi là tôm cá theo dòng đổ về hạ lưu để nấn lên, rồi đợi con nước rút mà ngược dòng trở lại với thượng nguồn. Trong dòng chảy ấy cũng chở theo những chuyến ngược xuôi của cư dân vùng châu thổ tìm cách mưu sinh vào mùa nước nổi. Việc rong ruổi trên những chiếc xuồng xuôi theo những cánh đồng mênh mông nước hoặc dọc theo các bờ kênh để thả câu, giăng lưới, hái bông điên điển trong mùa lũ của người dân quê tôi đã trở thành một nếp sinh hoạt có từ lâu đời. Từ những ngày tháng 6, tháng 7 khi con nước son vừa chớm mé ruộng thì những đàn cá linh non cũng lũ lượt kéo về đầy sông rạch, ao đầm rồi lên ruộng khi nước bắt đầu tràn đồng. Rồi cá rô non, cá sặc, cá lóc và nhiều loài cá trắng cũng không biết từ đâu mà chúng xuất hiện nhiều lắm, hễ có nước là có cá. Đón mùa tôm cá, các làng nghề làm lọp tép, đăng lưới, uống lưỡi câu, đóng ghe, xuồng, tất bật rộn rịp. Con nước càng lớn thì những làng nghề càng vào giai đoạn sản xuất cao điểm. Người dân quê tôi sau vụ lúa hè thu cũng dành lại ít tiền để mua sắm xuồng ghe và ngư lưới cụ để đón con nước về. Lúc ấy quê tôi nhà nào cũng bận rộn với tấm lưới, viền câu, lợp, lờ. Đầu mùa nước, ngoài nghề đóng đáy, cất gió theo những dòng sông con rạch để bắt cá linh, thì trên đồng cũng bắt đầu giăng giăng những tấm đăng bằng sậy hoặc lưới cước làm luồng để đặt vớn. Có những luồng vớn dài hàng chục mét, cá gặp lưới cước sẽ men theo, gặp khe hở thì chui qua, nhưng đó là đường vào đú. Đú là đoạn lưới cuối cùng hình ống, có một phần lộ trên mặt nước cho cá thở. Người đi thăm vớn chỉ cần dở đú nhẹ nhẹ là biết cá nhiều hay ít. Những năm trúng mùa cá, mỗi vớn thu được một đêm cả chục ký cá là chuyện thường. Khi con nước dâng cao nhất mà người dân quê tôi gọi là đỉnh lũ, thì lúc này từ cá đồng đến các loại cá trắng đã lớn. Các loại phương tiện đánh bắt lúc này chủ yếu là giăng lưới, thả câu, đặt lọc. Ngày cũng như đêm, trên đồng nước mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp từng đoàn ghe xuồng nối đuôi nhau xuôi ngược. Rồi đâu đó có những chiếc xuồng con lặng lẽ bơi xa, trông mong manh như chiếc lá. Ngay cả trong màn đêm, vẫn có những ánh đèn câu le lói thâu đêm để bắt được những con cá còn tươi rói cho kịp buổi chợ sớm mai. Non chục năm nay, quê tôi hình thành những cái chợ chuyên mua bán những thứ đánh bắt được trong mùa nước nổi. Hồi trước, tôm cá và những sản vật mùa nước nổi nhiều vô kể, nhưng có lẽ do tính chất tự cung tự cấp nên chưa hình thành những cái chợ chuyên biệt như thế này. Mặt khác, bây giờ có đường giao thông bộ nên việc vận chuyển tôm cá đi thành phố Hồ Chí Minh và những vùng không có lũ cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Có chợ đầu mối để tiêu thụ nên cũng đã hình thành đội ngũ thương lái chuyên nghiệp đến tận nơi bà con đánh bắt để mua đi bán lại. Rồi cũng có những đoàn xuồng câu lưới cử ra một chiếc thu gom sản phẩm của cả đoàn rồi đem ra chợ bán để được giá hơn. Bán xong thì mua các loại vật dụng cần thiết mang ra cho cả đoàn, giống các tổ chức dịch vụ hậu cần nghề cá như đánh bắt hải sản vậy. Cũng từ các chợ đầu mối này, tôm cá và các loại sản vật dùng lũ được xe gắn máy thu mua chở về các chợ để bán lại.
Tất cả các chợ chòm hổm này có chung một đặc điểm là tạm bợ, nhưng quy tụ đầy đủ những sản vật dùng lũ, từ cua đồng, ốc, cá, rắn, rùa, chim, chuột. Nhìn qua hàng hóa ở chợ, cũng đủ biết thiên nhiên đã bù đắp cho con người sau những mất mát, lo toan mỗi khi mùa nước tràn về. Những ngày qua, khi ngọn gió chướng bắt đầu thổi, báo hiệu thời tiết chuyển mùa, nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng bắt đầu rút dần, và quê tôi lại chuẩn bị sẵn sàng đón luồng cá ra. Nước rút đến đâu, tôm cá theo dòng xuống kênh rạch, rồi ngược về thượng nguồn. Có thể nói, từ bao đời nay, người dân dùng lũ đã sáng tạo ra nhiều phương tiện để khai thác nguồn lợi thiên nhiên trong mùa nước nổi. Hồi trước, tôm cá tràn đồng đầy sông, người dân dùng lũ thường sử dụng phương tiện lưới vực để khai thác thủy sản. Kiểu đánh bắt này rất hữu hiệu. Trước tiên cho hai chiếc ghe mái chạy song song. Khi tới điểm xuất phát, lưới được bủa xuống nước. Lập tức hai chiếc tàu từ từ xa nhau và lưới mỗi lúc được buông rộng ra. Chạy được chừng nửa cây số thì hai ghe phát tín hiệu để sáp lại gần nhau như ban đầu. Trong phút chốc, mọi người kéo lưới nối ráp lại, cử ra một người có kinh nghiệm kéo nhanh diện dưới của lưới lên, không cho cá tôm có đường thoát thân. Có một dạo, người ta còn dùng xuyệt điện thay thế cho những cách đánh bắt cá truyền thống. Cũng chính cách này mà cá lớn, cá nhỏ bị tận diệt, làm cho nguồn cá dồi dào ngày xưa chỉ còn là dĩ vãng. Do vậy, nghề đánh bắt bây giờ cũng giảm dần về hình thức để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mùa nước về không chỉ mang theo tôm cá, mà ngay trên đồng nước mênh mông ấy còn có những loài hoa trồi lên mặt nước cho người dân quê có thêm nguồn thu nhập. Bông súng và bông điên điển là hai loại đặc trưng nhất của mùa nước nổi. Những cọng bông súng cứ dài ra theo độ sâu của mực nước. Năm nào nước lên cao thì cọng bông súng dài ra, có cọng dài 4-5 mét. Vì vậy mà khi nhổ bông súng, người ta phải cuốn tròn chúng lại cho gọn và dễ bán mớ ở chợ quê. Còn cây điên điển, cứ nước lên là trổ bông và khi nước rút cũng là lúc chúng lụi tàn. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng với những mùa nước nổi tràn đồng, nên làm sao quên được những buổi bơi xuồng giữa đám điên điển mênh mông đang kỳ ra hoa vàng rực cả góc trời. Thế là một mùa nước nổi nữa sắp đi qua trên quê hương mình. Người dân dùng lũ cũng sắp kết thúc những chuyến ngược xuôi trên đồng nước tìm kế mưu sinh. Những con cá, con tôm còn sót lại cũng sắp rời ruộng đồng tìm về chốn cũ. Mùa nước nổi là một phần của cuộc sống, một phần tình cảm của những con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Nên dù có xuôi ngược ở phương trời nào, những ai xa quê luôn đau đáu nhớ về mùa nước nổi, mãi còn dâng tràn trong ký ức. Con rồng trái tim khởi đầu lập nghiệp, khẳng định chủ quyền, đánh tan xâm lược. Cuối trời phương Nam có một rồng yên dương mình góp sức xây dựng nước nhà phồn vinh thịnh vượng. Ngân hàng Kiên Long sẵn lòng chia sẻ.